Nay chủ nhật lại đi câu cá nhé. Hai anh em vừa đạp xe 8 cây gần 1 tiếng rồi. Ở gần nhà nước cạn nữa, ra đây nước nó cũng cạn theo. Nước cơm này được cá. Kia cũng có mấy ông người Nhật đang ngồi câu kìa. Đi câu mặt lạc như đi, mẹ đi ăn chơi vậy. Mình đi chơi mà. Kìa. Biết được cá không nè. Cũng có mấy ông ngồi câu từ sáng nè. Ở trước là những bờ này đúng không nhỉ? Ngày trước có. Đấy. Quên nhanh. Có khi mình ngồi ngay đây thôi nhỉ. Ngày trước không. Có. Cái chút bờ cỏ em lắm bẩn dày vẫn chưa dặn này. Cỏ dưới này này. Yeah. Cỏ dưới này này. Ngày trước nước nó đầy nên đến tận trên đê này này. Thôi mình xuống đây thôi. Rồi, có cầu thang. Đâu ngày trước này có không? Đê này. Có khổ thế nhỉ. Xuống đêm ơi. Đưa đồ cho. Ngắm nước cạn. Hả? Ngồi vào hộp này này. Chỗ này là chiếc câu mấy con cá mè to này. Hôm nay nước có cá. Nước im thế. Chào mọi người nha. Câu 3 tiếng hồi được 3 con cá nhỏ. Và chán rồi. Mang mấy ba tiêu ra quăng. Để câu ba tiêu này. Đó. Cá đây nhé mọi người nhé. 3 tiếng đồng hồ. Được 3 con cá này. Mắm. Làm mấy ba tiêu ra quăng. Xem có cá to ở dưới hồ này không. Một phát dính cá luôn này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
7 cái ấy. Hôm nay mùng 1 rồi à? Hôm nay 4 ngày nhận lương. Đau quá. Bà con mày đâu ra chưa được ăn được không ăn Tết đi. Cầm máy quay lên quay con cá. Cá ba sự to dã man. Rơi điện thoại đấy. Mùi móc luôn luôn nó mang này. Ghê quá. Mọi người nhìn thấy chưa? Cá ngon không? Hai. Đứng xa ra quay. Quay hả anh? Không quay đâu, để đây rồi. Thế để máy quay ra góc lúc đấy. Để góc lúc đấy. Để đấy không quay được. À. Sao không quay được? Rồi. Yeah. Cá nha mọi người ơi. Con này mình ngon này. Thấy không? Úi giời nó dậy. Yeah. Chỉ mồm nó này. Đẹp chưa? Ngon quá ngon. Từ cầm từ câu nó đẹp. Chị coi chụp gần hay chụp xa? Vừa thôi. Trời ơi. Rồi. Cá to nhá. Ai mà không có cá nào. Đóng phát ở đầu, chạy đồ chơi. Mất lưỡi rồi. Mất vào cái gì luôn. Hình như bổ xuống đất thì sao ấy. Thì nó ụp một cái thôi. Còn cái lưỡi nhẹ này quăng không xa mà rồi.
nhà nó không câu được. Vớt cả chì à? Nó chỉ có cái lưỡi thôi. Lưỡi nó lại cùng chì nó liền nhau. Nó bổ vào cục đất hay sao ấy? Thế kịch bằng cái. Bay vung lên kìa. Đổ nước đi em ạ. Mệt thì nước chở mệt. Thôi nha, về nha mọi người nha. Này đi câu chỉ thế thôi. Khi mà đâm lên thấy em đập sai có nhiều chim chúng tôi. Nhiều chim đâu. Nhiều. Sao gỡ luôn mấy con run này ra. Bắn. Xong một hồi đi câu về, đây là kết quả nha mọi người nhé. Được 3 con cá này. Thấy bọn nó là con cá đối. Mình không biết là con cá gì của Nhật. Con này là bát sự. To chưa? Còn hơn 1 cân. Yeah. Nhìn cái mồm nó này. À không.